quan đến việc trả nhầm kết quả x quang cho bệnh nhân dẫn tới việc bệnh nhân phải mổ nội soi. Vừa qua ngày 21 tháng 2, đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận tại bệnh viện đã có vụ trả nhầm kết quả chụp x quang cho bệnh nhân n NHH ngụ tại huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian tới, lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ liên quan sẽ đến tận nhà để xin lỗi ông Hát và gia đình. Trước đó ngày 20 tháng 2, ông n NHH đến bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để khám theo tư vấn của các bác sĩ tại huyện Lâm Hà. Tại đây, các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân đi chụp x-quang. Sau khi nhận kết quả, các bác sĩ thông báo trong bụng ông Hát có một sợi dây ống và tư vấn làm thủ thuật mổ nội soi để lấy sợi dây này ra. Khi nhận kết quả chụp x-quang, ông Hát rất ngạc nhiên và cho biết ông đã mổ thận trước đó và tái khám hàng năm nên không thể bất ngờ xuất hiện một sợi dây ống trong cơ thể. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự tư vấn của các bác sĩ thì vợ chồng ông Hát đã đồng ý mổ nội soi để lấy dị vật là ống nhựa trong bụng ra theo bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng trong quá trình mổ nội soi thì phát hiện không có sợi dây ống ở trong bụng ông hát bác sĩ đưa ông hát đi chụp lại x quang và bất ngờ phát hiện bộ phận chụp chiếu đã đưa nhầm kết quả của một bệnh nhân khác trong ông hát ông lê văn tiến giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cho biết sau khi vụ việc được phát hiện bệnh viện đã họp với các phòng ban liên quan để làm rõ sai sót rút kinh nghiệm của các cá nhân trong vụ việc bên cạnh đó bệnh viện đã liên lạc với gia đình ông hát để gửi lời xin lỗi thăm hỏi sức khỏe cũng như cam kết hoàn trả viện phí, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bị mổ nhầm. Trong ngày hôm nay, lãnh đạo bệnh viện, đại diện phòng ban và cá nhân liên quan trong ca phẫu thuật nội soi để xảy ra sai sót sẽ xuống tận nhà bệnh nhân n h tại xã Hoài Đức để xin lỗi trực tiếp tới ông và gia đình. Lãnh đạo phía bệnh viện sẽ thăm khám, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân H và chịu mọi phí tổn liên quan đến khi ông hồi phục.